có đèn. Ơ, đè vô là có sáng đèn nè. Có đèn. Đâu giờ há miệng ra soi thử à. Hả? Tại em biết sao không? Dạo này á, Movie á lan tràn khắp nơi rồi. Trời, bởi vì á mình là nói chuyện mạnh hơi, cái tự nhiên nó khó thở vậy đó. Bởi vì ghê quá trời. Theo như yêu cầu của rất là nhiều bạn fan thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái clip, đó chính là mời một vị khách mời rất là đặc biệt luôn. Bảo đảm mọi người sẽ thích. Trời, em biết ai? Em cho ai? Mày quen quá rồi. Tào lao không à? Vị khách mời đó chính là chị Tường Vy. Đó, chị Vy nè. Hôm nay tôi sẽ dẫn chị Vy đi dụm rác cho anh em xem. Yeah. Anh gỗ em vô đây tập thể dục mà lụm rác gì nữa? Trời ơi, em không biết hả? Lụm rác cũng là một phương pháp tập thể dục luôn. Làm gì phương pháp tập thể dục? Nè nha, mỗi lần lụm rác là mình sẽ sử dụng nè thính giác nè, khứu giác mà đánh hơi nè, mày hó mắt và dĩ giác nữa. Là anh ăn gác đúng không? Trời ơi, không phải đâu, rác khô chết luôn, ai mà ăn được. Bị gì vậy nè, rác nó có nhiều loại lắm. Nhưng mà anh á là anh chuyên đi lụm rác mà về đồ chơi và những đồ sạch sẽ. Nên bây giờ anh sẽ dẫn em theo, em yên tâm đi, không có sao đâu. Ê, đừng nói với em là giờ anh giữ em vô toilet nữa lụm rác nha. Trời ơi, không có đâu, trong đó là rơ, muốn chết rác không bậy bạ. Nhưng mà chúng ta sẽ lụm đồ ở đằng sau toilet. Đi ra là biết liền à. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Đây nè, đi theo anh đi. Mình đi ra sau đây nè. Anh phát hiện ra cái chỗ này là nguyên một cái khu toàn là rác không à, bạn rác xin đúng không á. Trời ơi, ủa sao có cái thùng rác nữa đâu đây rồi tôi. Hay để làm thủ tục kênh trời. Vậy sao nãy giờ mày không làm thủ tục đi? Tại vì quên. Sao dễ vậy? Nè, cho con cái á. Đâu lụm đâu. Lụm đâu, em bỏ túi em không lụm. Anh lụm. Trời ơi, vậy là hôm nay chị Bi đi theo giám sát hả? Bây giờ trước tiên á, muốn lụm rác được đâu phải thử sức mạnh của chị Bi mới được. Bây giờ chị Bi thử khiêng cái chậu qua cho tôi coi coi. Trời ơi, anh nói đây có ghét lụm, thấy cây cỏ không ghét đâu lụm. Trời ơi, bình tĩnh đi, đi lụm rác là mình phải từ từ chứ muốn gấp đâu có được. Ôi, mỗi nhặt rác kìa, anh thấy ở đó kìa, nguyên đống rác luôn kìa. Đẹp. Đi qua liền, kẹo giờ Bi. Trời ơi, rác là quá trời luôn nè. Hôm nay là mình sẽ có rác lụm rồi. Ê, giờ sổ em mới đi mất tiêu đó hại. Ủa, ai biết. Trời ơi, bắt đầu tập trung làm việc. Ủa, ủa dạ? Mày làm gì vô biết gì vậy? Trời ơi, đang dợm qua đây. Trời ơi, cái con đường chứ con đường ma đó, mày cứ dợm mày nguy hiểm quá. Rác bên đây mà, sao giờ bên đó vậy? Đây thấy cây cỏ đẹp giờ. Trời ơi, thôi tập trung dùm cái đi bà ơi. Hôm nay tôi rủ bà đi lùm rác mà đâu phải là đi hái cỏ đâu. Cái gì? Nguyên tổ kiến lửa trời. Trời ơi, kiến lửa hả? Trời ơi, không sao đâu, kiến lửa nó chứ không có cắn con trai đâu, mà nó chỉ cắn con gái thôi à. Ơi, sao có tôi hoài vậy? Ai biểu? Lụm đi, lụm đi. Trời vô, lụm. Đây, đây là một chiếc túi hiệu Adidas. Đúng rồi. Mà sao nó gấp dữ anh trai. Ê, cái túi anh trai. Lụm gác bà. Ủa mà có rồi. Lụm gác chứ làm cái gì bà, hỏi gì kỳ quá à. Túi này không có gì anh trai. Ủa, Vy có chơi súng không Vy? Không, này là súng gì? Có súng nè. Ủa, mày có súng không nè? Súng đó nè. Đúng rồi, đâu Vy đổ ở đây nè, ráp thử rồi Vy. Ủa, sao cây súng này nó bị gãy đâu, gãy cái đuôi hết trơn rồi. Thì gãy ta mới giục chứ. Ủa, không gãy giục cũng được vậy có sao đâu. Tốn tiền lắm. Trời ơi. Chơi hư mới giục chứ. Này chưa gãy nè, ghép được nè. Đâu, ủa cái đó mày lụm ở đâu ra vậy? Nè, bên đây nè. Đâu, đi bên đây, đi bên đây. Sao giống vậy? Ơi, hình như cái hộp súng này là K98. Cái này là của Trung Quốc nè. Đó, cái ổ súng mình nằm này nè. Được không? Trời ơi, súng siêu quẹo luôn vậy. Cái này thua anh trai. Thì giáp ở dưới đây nè. Đây, đây, đây. Ủa, Vy ơi, bên kia còn hộp súng thì lụm lên cho anh đi. Má giường. Lụm đi. Trời ơi, cái quà này đi lụm rác mà toàn để tôi lụm không là sao? Anh lụm, em nhìn cho. Trời ơi. Cái này là cây cây SS6 là cái gì đây? Cái này là cây AKM. AWM. AKM. Ừ, cái AKM này là cái AKM rộng luôn nè. Ê, cái bạn này á, cái rác này là toàn là súng không nha. Đây nữa nè. Đó là cái này nè. Ủa, cây này là cây vector gì mà. Mà cây này súng mà anh trai. Trời ơi, vậy thôi, thôi đi. Ôi, hôm nay quá trời đồ xịn. Ôi, có cái máy chụp hình luôn nè. Vê, vê, đây coi nè. Máy chụp hình hả? Ừ, em biết xài này không? Không. Trời, máy chụp hình này em không biết xài. Không biết xài. Chắc em chỉ biết xài iPhone thôi phải không? Ý, được mở ra nè. Làm gì mày? Ủa, cái máy này là cái máy chụp hình phim đó Lê Vy. Này máy chụp hình phim, vậy biết. Đúng rồi, cái này là máy hồi xưa nghe. Tại vì cái máy bây giờ người ta chụp là người ta chỉ xài thẻ thôi. Ủa, bà Vy có làm gì vậy? Nhìn vậy mới thấy. Ngược rồi, nhìn vậy nè bà ơi.
Trời ơi, thôi. Bởi vì dao mà máy móc thiết bị điện tử cho phụ nữ đó là một tội ác. Ông trai. Cái gì là anh trai à? Cái này là hộp đồng hồ xe cô đó. Ủa mở ra mà cái tàu ngộ vậy? Mở lắc. Ôi, trong cái đồng hồ kìa. Nè, đâu phải phiền xe cô. Bữa này mới in. Ủa sao cái đồng hồ có chút xíu ngộ vậy ta? Em thích cái này ông anh tặng cho em nè, đồng hồ á. 1.8 triệu. Đồng hồ em đâu rồi ta? Chị về cái đồng hồ rất là xịn nè, 1.8 triệu cái nha. Vậy hả? Ờ, cái này mà 1.8 triệu có chút xíu à, ăn cũng không được nữa mà 1.8 triệu. Ăn được mà. Làm cái gì mắc có vậy? Ăn được mà. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ê, trời dơ quá vậy, sao chị về chơi kỳ vậy? Chơi dơ hơn. Nè anh hỏi ăn được không? Em ăn được mà. Hôm nay tôi kêu bà đi, tôi lụm đá cho bà đi mà phá tôi nha. Nãy giờ bà bê phá tôi không à? Ê, ghê quá. Trời, ốp gì đẹp ghê anh trai. Ủa, ốp này giống như ốp Spiderman nè. Thấy có cái dòng đen đen không? Đây là iPhone 6 lớn. Ê, tao bảo đảm với mày cái dớp này là nhựa rất là dẻo luôn á. Ủa sao mày biết dẻo? Hãy thử nè, thử biết dẻo liền nè. Dẻo mà. Đấy, mày thử gì không có được đâu, để tao thử như vậy nè. Sao anh đánh em? Anh có đánh em đâu, là đạo đức đánh em đi. Trời ơi, em thấy dẻo không? À, dẻo thiệt. Trời ơi Tuấn, sao mày cứ lụm súng vậy hoài vậy? Ôi đem ủ súng lên tay. Ê súng này bự nha. Ôi, ở cái súng này người ta đắp ráp đang rưa ráp ra nè, bây giờ cứ để ra đây đi. Ê, ôi có cái bóp kìa. Cái bóp có cái gì không? Có tiền không? Bóp là có tiền nha anh trai. Phụ nữ lúc nào trong đầu cũng chỉ có biết tiền hết trơn á. Ê mà bóp còn mới quá anh trai. Còn mới hả? Còn mới lấy về xài luôn. Để đây chú đi. Đó. Cái gì thêm ủ súng. Lấy cái súng ra. Trời ơi. Ủa cái này là cái gì vậy? Bình xăng hả vậy? Chị mày phát hiện ra cái bình xăng này dễ thương quá vậy. Bình xăng trong bia bự. À, em biết cái này bình dớp đúng không? Không, cái bình này là mấy cái hạt viên bi á, biết không? Cho cái súng đồ chơi á. Biết không? Thôi gì để nó chơi luôn đi. Vậy men đông khô gì anh trời ơi, cái gì thuốc gì men labotiris đông khô, hình như thuốc này là để dùng cho người ta trị bệnh tiêu chảy đó. Đúng rồi, mày lấy cái này về mày uống đi. Trời ơi, có đồ dài nè. Ơi đi, cái đồ dài này nó còn sẵn thế giới ở trong luôn nè. Ây da ơi, trời ơi, hôm nay tôi chết mà bây giờ lùm rác tôi tài là xui xẻo. Mấy mốt anh em thải mại tôi kêu. Đây là hai chiếc luôn nè. À, ê đôi giày này còn nai đàng hoàng nha mày. Nai hả? Ừ. Ê mà giày xịn anh trai. Ừ thì giày này là giày xịn mà. Đây nè, tôi chỉ cho anh coi, anh em coi nè, giày xịn là nó sẽ có cái mã số dưới đây nè, nó như vậy nè. Ủa vậy hả? Ừ, mày thử coi vừa không Tuấn. Giày em toàn vậy không anh trai. Chị Vi mang thử vô coi vừa không chị Vi? Vừa. Ý thằng này nó bị hôi chân nha. Ui, ủa sao tao mang vừa vậy? Vậy? Ê, trời ơi, mang vừa khích luôn nè. Ê, giờ lấy đồ giày này về anh mang cho Vi. Trời. Mày có mang không? Không. Tưởng mang là chết vậy. Ok, tiếp tục lụm rác đi. Rồi. Ủa, là gì vậy? Hỏi chị Vi, cái này là cái gì vậy? Cái hũ đựng kem dưỡng thể. Hả? Đúng là phụ nữ mà. Ủa, trời ơi, cái gì nè? Thử ra coi. Mở chứ. Vì mở ra coi cái đó cái gì vậy? Trời ơi, cái gì? Vòng vàng. Cái gì vòng vàng với chuyện tùm lum vậy? Ê, làm gì vậy? Thì đeo thử coi đẹp không? Wow, sáng chảnh lắm anh trai. Sáng không? Hôm nay là ngày giết thần tài luôn đó. Giết tài mình luôn. Ủa, International là quốc tế nè. Vậy là cái này là chứng nhận kim cương quốc tế luôn. Trời ơi, nhận đức sang chảnh liền ba. Trời ơi, ghê chưa. Trời ơi, cái dòng từ hy thái âu của tao sao mày lấy vậy? Trả đi. Teo vậy, sợ keo. Teo cái gì? Teo như vậy là nó mới đẹp chứ, đeo một lần một đúng vậy nè. Trời. Ủa, cái này là cái vỏ kiếm phải không? Nè, cái vỏ kiếm. Vậy cái kiếm đâu? Ủa, tao đi kiếm bán ngủ vậy? Vậy bà nó anh trai. Ơi, mà tính ra kiếm này cũng dài quá hả Tuấn? Ừ. Ôi. Ủa, làm gì vậy? Cầu. Trời ơi, kêu bà đi lụm rác, mình đi đá cầu. Trời ơi, coi còn cái gì nữa không? Ủa, lại thêm cái thiết bị gì lạ nữa nè. Đem ra. Ủa, về đâu vậy? Trời ơi. Ủa, cái gì mà nặng dữ ta? Ủa, cái này là cái máy gì nè, mày xoay thử coi, có motor nè. Đâu. Cái máy này là máy gì ta? Máy gì á, ông trời? Không, tao thấy nó có motor là như là nó xoay được á, tôi không biết cái này là cái gì nữa, anh em biết cái này là cái gì không ta? Trời. TikTok. Yeah, TikTok. Trời TikTok. Ơi, cái này cái bali TikTok thôi, có gì đâu, để đi. Thử anh trai ăn kẹo cướm không? Trời ơi, kẹo cướm này là hồi nhỏ là hay ăn lắm nè. Trời ơi, ngon bổ nè, hả miệng ra nè. Run. Cái này nó hại tôi mà, này hả giờ sáng giờ. Sáng giờ anh em thấy không, hai chị em nhà này nè. Nhét vô miệng tôi gì nè, đồng hồ nè rồi. Cái gì là bánh kẹo gì nè. Cái gì cũng nhét vô họng tôi được hết trơn. Bây giờ lại tới cho tôi ăn kẹo cướm ở đây nè. Bởi vì tôi sợ lắm. Trai. Hả? Ủa, cái này là cái gì mà sao răng cưa không vậy ta? Cái này quen nè. Nè, hồi nhỏ chơi gì mà gỡ ra. À, gỡ gì má? Gỡ gì ta? Ai biết. Anh uống sữa mà. Gỡ ghẻ. Hồi nhỏ tôi hay có cái tật gỡ ghẻ. Chắc gỡ ghẻ đó. Sữa không bà sữa nè. Ủa cái này hộp sữa đồ chơi hay là hộp sữa thiệt chị Phi? Hộp sữa đồ chơi vậy luôn. Phải không? Trong đây có kẹo nữa. À,
Trời ơi, từ mở ra kẹo nè. Ê, kẹo kẹo lên bò xuống. Kẹo kiến không vậy? Thì đúng rồi, người không ăn thì kiến ăn, có gì đâu, chuyện bình thường thôi mà. Doraemon. À, chị Vy thích này phải không? Thích thì đưa tay ra. Oh no. À, thì ra mày chọn cái chết. Trời ơi, ai da đau quá. Ủa, bê cái này, cái gì gỗ nè bê. Ứng ứng thử ơi. Giật kem á. Ê, đèn, có đèn. Ê, đè vô là có sáng đèn nè. Có đèn. Đâu giờ há miệng ra soi thử à. Hả? Nó bây giờ nó để cho hai chị em mới nhặt luôn, tôi không thèm nhặt nữa đâu. Ơi, để nhặt rác làm gì vậy? Lên đầu. Trời ơi. Thôi đây nè, tôi chỉ về để chơi là đẹp nè. Ơi cái này hay. Ơi nó đổi màu nè. Ủa, tao tự nhiên màu cam nó đổi ở đây thành màu tím ngộ nữa. Sao ha? Là sao mày hiểu không? Không. Về hiểu không? Ơi, có bộ. Để chơi mà. Cái bà này đem giật rác phá đồ không mà. Đồ em tao đồ xịn không với bộ. Ngộ hả? Mày biết sao không? Học. Cái hộp này nó tới hai hộp nè. Thấy không? Có nghĩa là khi em nghiêng xuống cái cát màu tím ở trong này nó chảy xuống nè. À. Còn cái cát màu cam ở đây thì chảy xuống đây, thành ra như cái cục này giống như là cát đổi màu rồi đó. Yeah. Đó, xài lại cái nó đổi màu ra nè. Wow, cái này ngon nè. Cái này đem về chơi được nè. Gì vậy? Ủa, cái này là cái gì vậy? Kiếm hả? Sao nhìn nó thấy giống như cái chổi lau nhà vậy? Không phải chìa khóa đâu, cái chổi lau nhà đó. Chìa chổi lau nhà. À, anh biết rồi, anh nói cái này bảo đảm anh biết luôn nè. Cái chổi của mấy người phù thủy á mà hay cửa trong cho Harry Potter đó. Quạt tiêu. Nè. Xàm quá nè. Không biết cái gì hết trơn mà phân tích đồ chơi như vậy. Rồi, tiếp tục. Cái này là cái gì đây? Cái bút. Cái này hay đeo cho mấy con chó anh. Ủa sao mày biết? Thì thấy mấy con chó hay có mấy vòng cổ. Cái chữ B này mày biết là cái gì không? Nó là biểu tượng cho đồng Bitcoin á. Trời, đồng Bitcoin nghĩa là đồng tiền ảo á. Bây giờ trị giá của nó là gần 1 tỷ bạc rồi. Yeah, yeah. Ủa, cái này là gì vậy? Này đem trọng môn á. Trọng môn khiều khiều lông á. Ê, là vui vậy. Cái này mình phải để dưới nè. Mình móc lên nữa. Má nó bậy nữa. Rồi. Ủa, hai cánh tay luôn nè. Hay là em mới chụp gì? Đâu, con cảnh nè. Ủa, sao cái này giống như cái đồng nhắm là dê ở trong cái súng vậy ta? Yeah. Gì ủa em có chơi búp gì hả? Coi vậy nãy giờ có một cái điểm chung đó, còn như là không có chung gì hết trơn. Như cái này con lực đực á anh trai. Ủa lực bò sữa. Ủa gì cái đầu của nó đâu? Ai biết. Ê thử kiếm cái đầu nó coi, lỡ có cái đầu nó đó. Đầu nè, đầu nó nè. Nè anh trai, ở đây tôi hiếm phát hiện ra được một chiếc xe màu xanh dương nữa. Đó cái đầu nó. À không phải đâu, cái đầu của nó phải cao lên chứ. Giống như là ủa bi cái gì nè? Quạt. Ủa cái quạt còn xài được luôn kìa. Mà hơi mỏi tay. Trời ơi mày lại có quạt cái gì? Coi kìa, thè tay ra coi, con gái đứa đi đụm rác coi cái tay quả này đó, để cái bóng dài như vậy nè, rồi sao lụm? Người đâu mà tay chân dài sọc như con quỷ vậy đó. Tại đó sao tôi nói vậy thôi. Mở cái này ra coi cái gì nè? Thư, tâm thư. Trời đi đụm rác không phân tích gì cho mọi người ta xem. Ủa cái gì vậy? Dạ, dễ gớm vậy má. Trời ơi, cái này mà gớm. Em không biết hả, cái này là một cái tác phẩm nghệ thuật luôn á. Sao nghệ thuật anh trai? Tại vì anh nhìn vô anh không hiểu gì hết. Đó chính là nghệ thuật. Đúng rồi, còn nhìn vô mà biết liền thì nó quá bình thường rồi. Đây là chiếc máy bay nè, chở những con Gencovi qua. Trời gì vậy? Còn đây là chú chuồng, đây là chuồng của à, con heo, con bò, heo, lợn, gà, vịt vậy đó. Đó. Ủa cái gì xe hơi xe máy ghê vậy đó. Ồ, cái đồ của người ta mà tự nhiên mà phá vậy. Nghe thật xe. Oh no. Rồi đây. Ây, à. Trời ơi đúng rồi, hôm nay dắt phụ nữ đi theo rất là rắc rối luôn, phiền phức quá, quậy phá tụi nó. Thôi tôi không lụm nữa. Bỏ hết đi, đi về. Thì bà lại bà lụm mình mà đi, lụm với bà nãy giờ bà phá tôi không à. Đâu. Thôi đi về tụi bay. Đi. Run. Run.